Lần đầu tiên tại miền Trung, một trong những kỳ quan mới của nền kiến trúc nhà ở đã chính thức xuất hiện với tên gọi Onward Residency. Dự án với quy mô 28 ha, mật độ xây dựng dưới 35%, nằm tại vị trí tâm điểm các tuyến đường vành đai biển, ven sông, kết nối cửa ngõ hai thành phố du lịch Đà Nẵng và Hội An. Được đánh giá là khu đô thị hạng sang đắt giá hàng đầu Việt Nam, dự án Onward Residency được chia thành 5 kỳ quan bất động sản, bao gồm khu Villa Anh, khu Villa Ý, khu Villa Mỹ, Shophouse Pháp và Shophouse Việt Nam. Bằng khát khao thay đổi tư duy trong việc tận hưởng cuộc sống và mong muốn kiến tạo một cộng đồng đẳng cấp, đặc biệt là dịch vụ dành riêng cho các chủ nhân có phong cách, Đất Xanh Miền Trung rất chú trọng vào đầu tư những tiện ích đi kèm. Cụ thể, dân cư được miễn phí sử dụng Clubhouse với 6 tiện ích sang trọng, miễn phí sử dụng du thuyền, xe điện ra bãi tắm, xe bus đưa đón tại sân bay, chính sách quản gia riêng, đầu bếp riêng. Với 200 căn villa hạng sang đạt tiêu chuẩn khắt khe quốc tế, Đất Xanh Miền Trung hoàn toàn sử dụng vật liệu nhập khẩu từ châu Âu. Đó là hệ nhôm kính mạ anốt độ bền trên 30 năm, hai lớp kính và phủ lâu y, hệ nhôm kính trên 100, đồng thời ốp 100% đá marble Tây Ban Nha mặt tiền căn nhà. Áp dụng hệ thống xử lý máy lọc nước Aerosmith, hệ thống điều hòa trung tâm và thiết bị ánh sáng chuẩn châu Âu. Bàn giao khu hồ bơi theo chuẩn resort 5 sao. Dự án Onward Residency với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm, sẽ đẩy mạnh tiến độ xây dựng và hoàn thành trong vòng 12 tháng, tạo nên một kỳ quan vượt thời gian, nằm cạnh sông Cổ Cò thơ mộng. Hãy cùng chờ đợi.